xin chào và chào mừng bạn đến với một trong những khóa học độc quyền của trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ gsbd đại học georgia uga mang tên khởi tạo doanh nghiệp cảm ơn bạn vì đã đầu tư thời gian và nguồn lực nhờ đó chúng tôi có cơ hội hỗ trợ bạn xác định một số vấn đề quan trọng khi xây dựng một doanh nghiệp nhỏ hãy cùng xem hôm nay có những ai ở đây có thể bạn hiện đang là một chủ doanh nghiệp có dự định mở rộng dòng dịch vụ hoặc sản phẩm của mình thật tuyệt có thể bạn đang quản lý một doanh nghiệp non trẻ và đang xác định các hướng kinh doanh tối ưu tiếp theo bạn đã đến đúng chỗ rồi tiện đây xin chúc mừng bạn hoặc có thể bạn đang bước đầu xác định liệu bản thân đã sẵn sàng hay giờ đã thích hợp để triển khai ý tưởng kinh doanh hay chưa dù là trường hợp nào chúng tôi mạnh dạn tự tin khóa học này sẽ cung cấp những hướng dẫn quan trọng cần thiết để chuẩn bị hành trang cho bạn tiến bước khởi nghiệp cảm ơn bạn vì đã chọn sbdc tôi là jessica y tôi là cố vấn kinh doanh cho trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ đại học georgia và tôi rất vinh dự khi được làm giảng viên cho khóa học hôm nay SBDC có hơn 50 cố vấn kinh doanh trình độ cao với kiến thức kinh doanh, kỹ năng và chuyên môn phong phú. Nhờ đó chúng tôi có thể hỗ trợ cho nhiều mô hình doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp nhỏ. Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ, Đại học Georgia, gọi tắt là SBDC là cơ quan cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy tiếp cận cộng đồng trực thuộc Đại học Georgia chúng tôi đã phát triển để trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ hàng đầu tại Georgia với ba dịch vụ chính gồm tư vấn nghiên cứu thị trường và giáo dục thường xuyên sbdc giúp hỗ trợ nghiên cứu thị trường và tư vấn với thông tin bảo mật và không mất phí trực tiếp cho cả những doanh nhân non trẻ và chủ doanh nghiệp có thâm niên thông qua dịch vụ tư vấn chúng tôi đưa ra các hướng dẫn một một về nhiều định hướng kinh doanh chủ đạo gồm phát triển kế hoạch kinh doanh sáng kiến lập kế hoạch chiến lược huy động vốn thiết lập hồ sơ kế toán dự toán tài chính chiến dịch tiếp thị chiến lược hoạt động kinh doanh và nhân sự và còn nhiều đầu mục khác đôi khi các chủ doanh nghiệp nhỏ thực sự gặp khó khăn khi tiếp cận các dữ liệu và nghiên cứu uy tín thông qua các dịch vụ nghiên cứu thị trường của sbdc chúng tôi có thể tiếp cận lượng lớn các dữ liệu thống kê cũng như dự báo ngành công nghiệp và phân tích thị trường những thông tin và kiến thức đó cho các chủ doanh nghiệp nhỏ những hiểu biết sâu sắc để đưa ra các quyết định quan trọng trong quá trình kinh doanh tập trung vào giáo dục thường xuyên đúng chất thương hiệu uga SBDC duy trì lịch trình hội thảo và lớp học liên tục với giá cả phải chăng, như lớp học này về các chủ đề kinh doanh phổ biến nhất hiện nay. Nếu chưa từng tìm hiểu các chủ đề này, bạn sẽ cần phải đăng ký nhận bản tin và theo dõi lịch đào tạo của chúng tôi thường xuyên. Việc này sẽ giúp bạn mài rũa kỹ năng và cải thiện sự nhạy bén về kinh doanh đều đặn hơn. Hơn 40 năm qua. SBDC của Georgia đã và đang tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận dịch vụ lên toàn bang. Hiện chúng tôi đã có 18 văn phòng làm việc tại các vị trí đắc địa để tiền phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ trong phạm vi 159 hạt trên toàn bang. Miễn phí, chi phí thấp có thể bạn đang thắc mắc sao việc này lại khả thi. Để tôi bật mí cho bạn các dịch vụ của sbdc hoạt động nhờ nguồn tài trợ từ đối tác hàng đầu của chúng tôi cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ chúng tôi cũng nhận vốn tương đáp từ bang bên cạnh những quỹ nhận được từ các tổ chức đối tác sứ mệnh của SBDC là nâng cao phúc lợi kinh tế cho người dân georgia để làm được điều đó Chúng tôi cung cấp hàng loạt các dịch vụ giáo dục cho các chủ doanh nghiệp nhỏ cũng như các cá nhân khao khát trở thành doanh nhân thành đạt. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành nguồn lực tin cậy giúp doanh nghiệp tại ra chuyển mình. Về nội dung buổi hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với một vài khái niệm đặc biệt quan trọng cần cân nhắc khi xác định tính khả thi của ý tưởng kinh doanh của bạn chúng ta sẽ bàn luận về các phương tiện tài chính kinh doanh và huy động vốn cũng như tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong việc xây dựng một đội ngũ các chuyên gia đáng tin cậy có thể hỗ trợ bạn trong các hoạt động vận hành thường nhật chúng ta sẽ nói về việc vận hành hợp pháp tại bang Georgia cuối cùng chúng ta sẽ tổng hợp mọi thứ và bạn sẽ có đủ kiến thức căn bản để khởi nghiệp và bước đầu tiếp cận các nguồn lực quan trọng khi thực hiện kinh doanh như một chủ doanh nghiệp nhỏ. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu về SBDC và cách chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn ngoài khóa học này. Giờ tôi cần sự hỗ trợ từ bạn. Mặc dù các khóa học thường xuyên có học phí thấp hoặc miễn phí. Ý kiến phản hồi của bạn là một yếu tố quan trọng để SBA đánh giá tác động kinh tế của chúng tôi và bảo chứng cho nguồn tài trợ của chúng tôi. Ở cuối khóa học này, bạn sẽ nhận một bài đánh giá. Chúng tôi mong bạn dành vài phút để thực hiện đánh giá, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi từ bạn. Có rất nhiều thứ phải cân nhắc khi nghĩ về việc khởi nghiệp. Tuy nhiên, có một yếu tố then chốt mà các chủ doanh nghiệp thường xem nhẹ. Đó chính là tính toán thời điểm. Bạn phải hỏi bản thân một vài câu hỏi để xác định rằng liệu ý tưởng của bạn có phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại không và bạn có thể làm theo các bước sau. Đầu tiên, có hay không một nguồn cầu hợp pháp cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong điều kiện thị trường hiện tại. Hoặc hiểu theo cách khác, bạn đã nghiên cứu thị trường chưa? ai cũng có đối thủ cạnh tranh, liệu bạn có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn đối thủ cạnh tranh không? Hãy chuẩn bị để phân tích đối thủ cạnh tranh thật sự kỹ lưỡng. Bạn có đủ năng lực để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ tới khách hàng của mình không? Chẳng hạn như, bạn có kinh nghiệm trong ngành không? Bạn có các chứng nhận và giấy phép cần thiết để kinh doanh và phục vụ thị trường này không? nếu bạn vốn không có kinh nghiệm hoặc bằng cấp cần thiết không sao cả tuy nhiên liệu bạn có thể thuê người có đủ năng lực để giúp bạn ngay từ đầu không rất rõ ràng họ có thể là nhân sự quản lý hoặc nhân viên chủ chốt một vấn đề đặc biệt quan trọng khác là liệu bạn có cần được cấp vốn để chi trả các chi phí cho đến khi có lãi không bạn cần phải lưu ý rằng thiếu nguồn tài trợ hoặc vốn lưu động là một trong những nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp nhỏ thất bại mặt khác nếu bạn cần được cấp vốn bạn có lịch sử tín dụng không các khoản đặt cọc thì sao còn các tài sản thế chấp cần thiết để nhận được khoản tài trợ đó tôi muốn bạn suy nghĩ kỹ về những câu hỏi này và thành thật với bản thân mình trong quá trình đó Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn và bàn luận về tính khả thi. Trước khi tham gia thương trường, có một vài vấn đề quan trọng bạn cần giải quyết để giảm thiểu rủi ro và tăng tối đa tỷ lệ thành công trong quá trình kinh doanh. Gồm 3 yếu tố: mức độ phù hợp làm chủ, tính khả thi của thị trường và liệu bạn có thể tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết để hỗ trợ đầy đủ cho doanh nghiệp không? Xác định tính khả thi làm chủ đòi hỏi bạn phải nhìn nhận nội tại bản thân. Liệu bạn có kinh nghiệm hay phẩm chất làm chủ không? Hơn thế nữa, bạn có thời gian để điều hành một doanh nghiệp không? Nhân tiện, bạn sẽ chăm chỉ hơn khi làm việc cho bản thân mình thay vì cho người khác. Trên thực tế, một doanh nhân trung bình làm khoảng 66 tiếng một tuần. Bạn nghe rõ chứ? 66 ngoài ra, rất ít doanh nghiệp như đã nói, thành công chỉ sau một đêm. Tôi sẽ đưa ra một số ví dụ điển hình. Amazon, đúng vậy, là Amazon mất hơn 9 năm để có lãi. Tương tự, Tesla Moto sau 10 năm mới có quý kinh doanh có lãi đầu tiên. Ngược lại, để khám phá tính khả thi của thị trường, bạn cần hướng tầm nhìn ra ngoài điều kiện thị trường hiện tại gồm những gì hiện thị trường đang có những xu hướng nào và làm thế nào để những xu hướng này chuyển thành nhu cầu của thị trường không chỉ là bây giờ mà còn về lâu dài cuối cùng bạn phải suy nghĩ một chút về tính khả thi tài chính một lần nữa đây là lúc bạn nhìn vào hầu bao của mình bạn cần bao nhiêu tiền để khởi động và duy trì hoạt động kinh doanh trước khi có thể tự trả tiền hoặc thậm chí khả quan hơn là có lãi quan trọng hơn bạn có thể tiếp cận nguồn vốn này không hãy suy nghĩ về điều này và tự hỏi mình một câu hỏi cực khó giờ có phải thời điểm tốt nhất để bạn bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ không bạn biết gì không nếu giờ chưa phải lúc không sao cả bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch từ giờ và bắt tay khởi nghiệp sau một vài năm hãy nghiên cứu lên kế hoạch dành thời gian bất kể bao lâu bạn cần để chuẩn bị nhằm đảm bảo bạn cân nhắc mọi phương diện và có thể khởi nghiệp với nền tảng thật vững chắc tất nhiên sbdc có thể giúp bạn làm điều này tuyên bố miễn trách không có công thức thành công nhất định nào trong kinh doanh tuy nhiên nhiều chủ doanh nghiệp thành công có những đặc điểm tính cách giống nhau khi bắt đầu tìm hiểu tính khả thi của dự án kinh doanh việc đặc biệt quan trọng bạn cần làm là đánh giá chi tiết bản thân bài tập này sẽ buộc bạn phải kiểm tra bản thân từ đó đánh giá khả năng so sánh của bạn trong một số hạng mục sau bạn có thể bắt đầu với kỹ năng cá nhân giao tiếp đạo đức nghề nghiệp của mình còn kỹ năng con người của bạn thì sao bạn sẽ thực sự cần những thứ đó sau đó hãy đánh giá kiến thức của bạn về ngành công nghiệp bạn dự định tham gia một số câu hỏi bạn cần trả lời gồm bạn đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành này chưa nếu có bạn đã từng quan sát toàn bộ thị trường và tìm ra khoảng trống nào mà bạn nghĩ bạn có thể lấp đầy không mặc dù trở thành một chuyên gia trong ngành thật tuyệt nhưng để sở hữu và điều hành một doanh nghiệp nhỏ thành công là một kỹ năng riêng biệt hoàn toàn đây là một vài câu bạn cần phải hỏi bạn có kinh nghiệm quản lý không bạn có giỏi công nghệ không bạn quản lý tài chính có tốt không và quan trọng là bạn có tố chất kinh doanh bẩm sinh không bạn cũng cần phải đánh giá mục tiêu tài chính của mình như đã nói, việc một doanh nghiệp không có lợi nhuận trong hai năm đầu tiên là điều bình thường. Vậy bạn có thể sống bằng tiền tiết kiệm cá nhân của mình cho đến khi doanh nghiệp của bạn có lãi không? Hoặc khi xem lại tài khoản tiết kiệm và lương hưu 401 k của mình, bạn thấy mình có cần tiếp tục làm việc toàn thời gian, đồng thời điều hành doanh nghiệp không? khi quan sát điểm mạnh và điểm yếu của bạn mà ai cũng sẽ có tôi thực sự hy vọng bạn thấy mình có những kỹ năng phù hợp để vượt qua thử thách bắt đầu tự kinh doanh tuy nhiên bạn cần phải xác định chính xác làm thế nào để phát huy tối đa điểm mạnh và hạn chế tối thiểu điểm yếu một cách để hạn chế điểm yếu là nâng cao kỹ năng và bạn có thể làm được điều đó thông qua rèn luyện và học tập việc này sẽ tốn thêm một chút thời gian hoặc nếu bạn cần thành quả nhanh hơn hãy tìm một đối tác kinh doanh thực sự tốt hoặc thuê nhân viên chủ chốt có thể bù đắp cho hạn chế của bạn hiểu rõ tính khả thi của thị trường là bước tốt nhất tiếp theo để đánh giá liệu nhu cầu thị trường có đủ để khiến dự án của bạn thành công hay không sau đây là năm yếu tố chính cần xem xét sản phẩm của bạn có độc đáo không nói cách khác bạn có phải người đầu tiên tạo ra mặt hàng như vậy có thể bạn đã tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn toàn mới nếu đúng vậy thì bạn cần phải vạch ra chiến lược tốt nhất để tạo ra thị trường hoàn toàn mới việc này có thể mất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn giờ chúng ta đã có ý tưởng kinh doanh nhưng hãy coi chừng những đối thủ cạnh tranh Điều gì làm bạn khác biệt? Starbucks là một ví dụ tuyệt vời về một công ty có xuất phát điểm nhỏ nhưng sử dụng điểm khác biệt để biến mặt hàng là một tách cà phê thành một hiện tượng quốc tế như ngày nay. Tuyệt vời, vậy bạn đã có sự khác biệt. Giờ thì, điều gì khiến bạn vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh? Rolex và Mercedes là hai trong nhiều công ty sử dụng chiến thuật ưu việt như một phương tiện rất hiệu quả để khẳng định thị phân của họ trong môi trường cạnh tranh cao, mặc dù họ tính phí nhiều hơn. Thị trường có chỗ cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn không? Năng lực định vị bản thân như nhà cung cấp giải pháp thay vì người bán hàng sẽ là điểm mấu chốt cho dự án kinh doanh của bạn đây là cách bạn có thể thỏa mãn những nhu cầu hoặc mong muốn chưa được đáp ứng của khách hàng điều này có thể đưa bạn tiến xa hơn trên thị trường hãy nghĩ về cách uber thay đổi hoàn toàn phương tiện đi lại cá nhân hay cách ebnb khuấy đảo ngành dịch vụ lưu trú đều là vì họ xác định các nhu cầu chưa được đáp ứng ngay từ đầu và sau đó điều chỉnh các giải pháp cho phù hợp cuối cùng liệu người tiêu dùng có thấy được giá trị của sản phẩm hay dịch vụ của bạn không? Nếu có thì cái giá dành cho việc đó là gì? Và thậm chí quan trọng hơn, liệu kinh doanh có lãi không? Cho vui thôi, hãy xem bức ảnh đứa trẻ mặc đồ ngủ có gắn trồi này. Ý tưởng tuyệt vời, phải không? Em bé bò trên sàn nhưng sàn cần phải được lau dọn, đúng chứ? Em bé bò trên sàn và sàn được lau sạch sẽ. Một công đôi việc, phải không nào? Không hẳn lắm, trong thực tế, người tiêu dùng không thích ý tưởng để em bé bò trên sàn nhà bẩn và đây thực sự là một sản phẩm thất bại. Lời khuyên ở đây là thời điểm để khám phá tính khả thi của thị trường phải là trước thay vì sau khi bạn đã bỏ thời gian và tiền bạc để bắt đầu kinh doanh. Tin tốt là SBDC có thể giúp bạn trong suốt quá trình này. Nghiên cứu là một công cụ vô giá để tìm hiểu phản ứng của thị trường người tiêu dùng với sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp. Nguồn dữ liệu thu được trong quá trình này có thể giúp bạn xác định đối thủ cạnh tranh, đồng thời phát triển các chiến lược định giá, phân tích và dự báo xu hướng ngành và điều chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong tương lai. Nghiên cứu có hai dạng chính, gồm sơ cấp và thứ cấp. Với nghiên cứu sơ cấp, bạn là người tự thu thập dữ liệu, bạn đưa ra những đánh giá khách quan, không dựa trên trải nghiệm cá nhân, có nhiều cách để bạn có thể thực hiện nghiên cứu sơ cấp và thu thập dữ liệu. Bạn có thể tự khảo sát, bạn thậm chí có thể đi phỏng vấn hoặc tổ chức các nhóm tập trung. Thế còn việc này nghe có vẻ thú vị nhỉ có thể là bí mật mua hàng của đối thủ cạnh tranh việc này có thể rất tốn thời gian và hơi tốn kém tuy nhiên nghiên cứu sơ cấp sẽ cung cấp một số phản hồi trực tiếp mà bạn sẽ cần nghe từ khách hàng tiềm năng của mình sau đó bạn cần phải thực hiện nghiên cứu thứ cấp để bổ sung cho nghiên cứu sơ cấp việc này sẽ cho bạn một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường Dữ liệu thứ cấp đến từ các nguồn gián tiếp như là Google searches, thư viện công cộng, nghiên cứu ngành và thị trường, thông tin điều tra dân số, v, v. Khi bắt đầu có doanh số, khi ra mắt doanh nghiệp, bạn chắc chắn sẽ cần phải bắt đầu thu thập dữ liệu và khách hàng ngay từ đầu. Việc thu thập thông tin như ngày sinh, mã zip, địa chỉ email Lưu lượng truy cập và theo dõi các nguồn lưu lượng truy cập đó có thể tiết lộ một số xu hướng chung về đặc điểm và sở thích của khách hàng rất có khả năng những người khác giống họ cũng có thể hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ của bạn và bạn có thể định hướng các nỗ lực tiếp thị sao cho phù hợp nhân tiện sbdc có quyền truy cập vào vô số công cụ nghiên cứu và cơ sở dữ liệu để tạo lợi thế và hỗ trợ bạn trong nỗ lực tìm kiếm thị trường bạn có thể sẽ muốn mở rộng phạm vi nghiên cứu của mình điều này sẽ cho phép bạn xác định các xu hướng đang tác động đến toàn bộ ngành công nghiệp bạn chọn nghiên cứu ngành công nghiệp sẽ cho bạn thấy các cơ hội và mối đe dọa mà những ông lớn khác trong ngành đang gặp phải Giả sử chúng ta đang có ý định khai trương, đại loại, một cửa hàng địa phương bán đồ làm vườn. Trước khi làm vậy, bạn có nghĩ rằng sẽ hữu ích hơn nếu bạn nhìn vào các xu hướng đang tác động đến những ông lớn trong ngành như Lâu, S, Home Depot, thậm chí là cả A AH Hardware không? Hiểu được môi trường ngành công nghiệp theo cách này có thể giúp bạn xây dựng chiến lược và sử dụng thời gian cũng như tài nguyên hiệu quả nhất. Tiện đây, cục điều tra dân số là một nguồn tuyệt vời để lấy dữ liệu của các doanh nghiệp Hoa Kỳ theo ngành và hoàn toàn miễn phí. Bạn thậm chí có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo vùng cũng như theo quy mô của doanh nghiệp. Bạn cũng có thể tham khảo hệ thống phân loại ngành công nghiệp Bắc Mỹ, hay còn gọi là bộ luật NAICS. Tương tự, làm vườn là một phạm trù con của ngành xây dựng. Hệ thống phân loại ngành công nghiệp Bắc Mỹ không chỉ cho bạn nhìn bức tranh toàn cảnh mà còn khám phá ngành công nghiệp bên trong thị trường bán đồ làm vườn. Sau đó là Google Trend hãy nghĩ về lượng lớn lượt tìm kiếm trên Google hàng ngày. Ngay trong lúc chúng ta đang nói chuyện, bạn cũng có thể tìm thấy một vài xu hướng và mô hình chính trong các tìm kiếm bạn được tiếp cận chúng ta cũng có các hiệp hội thương mại trong ngành có chức năng và mục đích hỗ trợ sự thành công của ngành cụ thể đó bạn thấy đó có rất nhiều công cụ miễn phí cho bạn tiếp cận và như đã nói sbdc sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn tường tận phân tích thị trường bạn sẽ cần tìm hiểu sâu hơn bằng cách nghiên cứu thị trường mục tiêu cụ thể của mình không ai có đủ khả năng để đáp ứng tất cả mọi người Tương tự như câu nói, bạn không thể là mọi thứ trong mắt mọi người. Điều này đặc biệt đúng với các doanh nghiệp khởi nghiệp thường làm việc với nguồn lực và thời gian hạn chế, đặc biệt trong giai đoạn đầu. Đây là lúc bạn cần tìm hiểu ai, nơi nào, thứ gì, tại sao, khi nào và bằng cách nào. Đối tượng khách hàng của bạn là ai? Họ ở đâu? Họ đang định mua gì? tại sao họ nên mua sản phẩm từ bạn họ sẽ mua khi nào và bạn sẽ làm gì để tiếp cận họ và để họ biết về bạn khi được hỏi về đối tượng khách hàng nhiều doanh nghiệp nói họ nhắm tới mọi người và bất kỳ ai cũng có bên nói chúng tôi nhắm tới các chủ doanh nghiệp chúng tôi nhắm tới các chủ nhà hoặc chúng tôi nhắm tới các bà mẹ toàn thời gian dù bản chất có đôi chốt rõ ràng hơn nhưng những mục tiêu đó vẫn đôi chốt hơi chung chung chúng tôi khuyên bạn nên nhắm tới một thị trường cụ thể nhưng điều đó không có nghĩa là loại bỏ những người không phù hợp với tiêu chí của bạn thay vào đó tiếp cận họ đem lại hiệu quả tốt hơn để xác định hình thức quảng bá sản phẩm và dịch vụ của bạn trong các phân khúc ngách trong thị trường mục tiêu của bạn lần nữa tới những người có nhiều khả năng mua hàng của bạn nhất bạn sẽ cần xác định không chỉ những ai có nhu cầu mà cả những người có nhiều khả năng mua hàng nhất một vài yếu tố phổ biến hơn cần tìm hiểu ở đây sẽ bao gồm tuổi tác ở đây có thể là thanh thiếu niên cũng có thể là người đứng tuổi về khu vực địa lý nhắm tới tùy thuộc vào ngành bạn chọn khu vực kinh doanh có thể trải rộng trên phạm vi quốc tế hoặc chỉ một vùng có mã zip cụ thể. Bạn có thể cân nhắc xem xét mức thu nhập, thậm chí có thể là các đặc điểm cá nhân hơn như lối sống, hành vi, thái độ của họ đối với mọi thứ. Khách hàng lý tưởng của bạn có đọc báo không? Thế còn tìm kiếm thông tin trên mạng thì sao? Họ có dành nhiều thời gian lên mạng hay họ có tham dự loại sự kiện cụ thế nào không? Rồi đến nghề nghiệp thì sao? Khách hàng lý tưởng của bạn phải di chuyển đến cơ quan hay làm việc tại nhà. Sau đó bạn có thể cân nhắc tình trạng gia đình hoặc hôn nhân. Họ đang độc thân, đã lập gia đình hay đã ly hôn hoặc họ có bao nhiêu con, nếu có. Nhớ rằng bạn có thể có nhiều hơn một thị trường mục tiêu miễn là bạn có thể thiết lập một chiến lược hiệu quả cho mỗi thị trường việc hiểu thị trường mục tiêu sẽ cho phép bạn ước tính tổng số người mua và năng lực chi trả tiềm năng với phân khúc thị trường đó đúng vậy bạn vừa nghe tôi nói rồi đó bạn thực sự có thể tìm được thông tin đó thông qua nghiên cứu thị trường hợp lệ giờ là lúc cần tìm hiểu các công ty khác đang cạnh tranh gì trong thị trường đó và thực tế bạn có thể giành được thị phần nào từ họ tôi sẽ cho bạn một ví dụ tưởng tượng rằng bạn muốn mở một cửa hàng bán sắp sandwich ở thị trấn của bạn Giả dụ SBDC có một báo cáo tiết lộ người tiêu dùng sẽ chi 20.000 đô la mỗi tháng để mua sắp sandwich với giá 5 đô la mỗi chiếc tương đương đáp ứng được 4.000 đơn mỗi tháng. Trong trường hợp này, bạn cần phân tích chi tiết và tự hỏi bản thân liệu mình có đủ nhân viên, nguyên liệu, diện tích mặt bằng để phục vụ 4.000 khách. Cứ cho là, ví dụ, sau khi xem xét mô hình kinh doanh của mình, bạn đánh giá rồi ước tính rằng bạn thực sự chỉ có khả năng và có thể muốn đáp ứng 1.000 đơn mỗi tháng. Khi so sánh con số đó với 4.000 chiếc mỗi tháng, bạn thực hiện chia 4.000 cho 1.000, kết quả nhận được tương đương với nhắm tới 25% thị trường. Giờ bạn đã hiểu rõ hơn về thị phần tiềm năng bạn sẽ cần đánh giá các đối thủ cạnh tranh đang hoạt động trong thị trường đó. Bạn cũng sẽ cần xác định đối thủ cạnh tranh theo ba mục chính, trực tiếp, gián tiếp hoặc thay thế. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với bạn sẽ là các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ giống hệt của bạn. Với ví dụ về quán bán sắp sandwich, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của bạn sẽ gồm Subway, Jersey Mike. Jimmy John và Firehouse up. Tuy nhiên, bạn không thể loại trừ các đối thủ cạnh tranh gián tiếp. Họ là những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự với bạn, như là Panera Bread, Atlanta Bread, McAllister. Mặc dù không trực tiếp cạnh tranh thu hút khách hàng trong thị trường bánh sắp sandwich, họ là những đối thủ trực tiếp trong thị trường tiệm ăn phục vụ nhanh. Nhưng rồi bạn cũng phải cân nhắc các hình thức hoặc lựa chọn thay thế. Ai đó có thể chỉ đơn giản chọn nấu ăn hoặc làm sandwich tại nhà thay vì mua tại cửa tiệm của bạn. Về mặt này thì Publix sẽ là một đối thủ cạnh tranh thay thế. Có thể họ đang muốn trải nghiệm một nhà hàng ăn tại chỗ đầy đủ dịch vụ. Trong trường hợp đó, Họ có thể chọn Olive Garden như một lựa chọn thay thế hoặc có thể họ thèm ăn sandwich gà rán, bánh quế khoai tây chiên và ngồi một hàng dài. Trong trường hợp này, họ sẽ chọn chick fil -A. Tóm lại, bạn cần phải cân nhắc mọi đối thủ cạnh tranh khi phát triển chiến lược thị trường. Một sai lầm thường thấy là tiếp thị chỉ gồm quảng bá và quảng cáo tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng quảng cáo chỉ đơn thuần là một khía cạnh truyền thông của tổng thể chức năng tiếp thị các doanh nghiệp thành công nhận thức rất rõ rằng cần kết hợp nhiều yếu tố hơn để tác động đến việc người tiêu dùng sẽ mua hàng của họ hay từ đối thủ cạnh tranh ở vị trí mới khởi nghiệp bạn sẽ cần phải phát triển một chiến lược toàn diện hơn nhiều khi đưa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình ra thị trường bạn nên dựa trên một tổ hợp tiếp thị thực sự bài bản. Tổ hợp tích hợp phổ biến nhất là tổ hợp 4P, gồm sản phẩm, product, giá cả, price, địa điểm, play và quảng bá, promotion. Khi xem xét chiến lược sản phẩm về yếu tố đầu tiên trong 4P, bạn cần đặc biệt lưu ý rằng khách hàng không thực sự mua sản phẩm họ mua giá trị mà họ nhận được từ sản phẩm. Người tiêu dùng không mua giày, chúng ta mua sự thoải mái, phong cách. Chúng ta mua kem không phải vì kem giúp giảm cân mà vì hương vị của nó và ăn kem giúp ta hạ nhiệt vào ngày hè nóng bức. Đây là một bài tập hiệu quả để bạn làm theo trước khi triển khai ý tưởng kinh doanh. Đó là bài tập pháp. Bạn sẽ nghĩ về tính năng, F, lợi thế, A và lợi ích B. Đây là cách bạn thực hiện bài tập. Hãy tạo một danh sách tổng thể về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn dự định bán. Cạnh mỗi mục sản phẩm hoặc dịch vụ, tôi muốn bạn tạo ba cột riêng biệt. Một cho tính năng, một cho lợi thế, một cho lợi ích. Ở cột tính năng, hãy giải thích các đặc điểm của sản phẩm của bạn. Đó là các đặc điểm nhìn thấy từ bên ngoài trông nó như nào, thiết kế ra sao và những thiết kế bổ sung thì sao. Điều này thường quan trọng đối với chủ doanh nghiệp hơn là đối với người dùng cuối. Trong cột tiếp theo, dưới tiêu đề lợi thế, liệt kê các lợi thế của từng tính năng, ví dụ như khi so sánh với sản phẩm cạnh tranh. Quan trọng nhất, ở cột cuối cùng đó, liệt kê mỗi tính năng này mang lại lợi ích gì cho khách hàng. Bài tập này sẽ thực sự cho phép bạn thấu hiểu sâu sắc các sản phẩm và những giá trị đem lại cho khách hàng. Thay vì, ví dụ, xe của chúng tôi được trang bị động cơ 6 xi lanh. Vậy thì lợi thế của động cơ 6 xi lanh là gì? Nó tiết kiệm nhiên liệu hơn, tất nhiên rồi. Tuyệt, vậy thì tiết kiệm nhiên liệu hơn có lợi ích gì? Câu trả lời, thật ra còn phụ thuộc vào thị trường mục tiêu của bạn là ai nếu thị trường mục tiêu của bạn ví dụ rất chú ý khoản chi phí thì lợi ích sẽ là tiết kiệm tiền tuy nhiên nếu bạn hướng tới cha mẹ đi làm có con nhỏ thì lợi ích có thể là ít phải dừng xe hơn trong chuyến đi gia đình bài tập pháp dù không phải lúc nào cũng dễ nhưng lại là chỉ dẫn tuyệt vời cho bạn xác định điểm bán hàng độc đáo của bạn là gì. Là biểu đồ USP. Đây là yếu tố then chốt khiến bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh. Hãy chú ý biểu đồ USP ở phía bên trái của trang trình chiếu này. Dù ở đây có ba vòng tròn nhưng tôi thực sự muốn bạn dành chút thời gian chỉ tập trung vào vòng mong muốn của khách hàng. Ngay đây vòng tròn này đại diện cho tiềm năng chi trả của mỗi khách hàng trong thị trường đó tuy nhiên nhớ lại nào bạn không nhắm tới toàn bộ khách hàng theo một cách chiếc lược bạn đã thu hẹp phạm vi thị trường mục tiêu xuống thành các phân khúc mục tiêu ngách các phân khúc này được tô màu xanh vàng và đỏ giờ bạn đã xác định được các tính năng lợi thế và lợi ích bạn có thể định hướng các nỗ lực tiếp thị của mình vào vùng xanh hay vùng chiến thắng vùng này đại diện cho phân khúc thuộc thị trường mục tiêu nhận thấy giá trị trong điểm độc đáo của bạn và có tiềm năng trở thành khách mua hàng nhất giờ là lúc chuyển sang chữ cái p tiếp theo là giá cả bạn sẽ xác định chiến lược định giá của mình như thế nào khi phải suy nghĩ về nó hãy ngồi xuống tính toán và xác định mức phí cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Bạn nên lưu ý rằng các doanh nghiệp nhỏ gần như không thể cạnh tranh nếu chỉ dựa vào giá. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang cạnh tranh với các ông lớn bán lẻ như Amazon hoặc Walmart. Nếu không thể cạnh tranh về giá, bạn sẽ cạnh tranh như thế nào? Bí quyết là cung cấp các tính năng sản phẩm khiến khách hàng cảm nhận được nhiều giá trị hơn. Tới mức, trên thực tế, sẵn sàng trả nhiều hơn để mua sản phẩm của bạn, thậm chí cao hơn cả giá cả của đối thủ bạn cạnh tranh sau giảm giá. Hãy nghĩ về một tiệm làm móng. Một số người chỉ muốn ngồi xuống và có bộ móng chân giá cả phải chăng rồi ra về. Đơn giản và dễ làm. Người khác lại sẵn sàng chi nhiều hơn đôi khi chỉ để trải nghiệm bầu không khí đó chiếc ghế massage đẹp mắt đó và cảm giác chỉ có khi đến một thẩm mỹ viện cao cấp nhân tiện có rất nhiều chiến lược định giá ngoài kia để bạn cân nhắc không có chuyện đúng hay sai có một phương pháp đơn giản được gọi là chiến lược định giá cộng thêm chi phí nghĩa là bạn chỉ cần cộng dồn tất cả các chi phí tính toán khoản đó rồi cộng thêm một khoản tranh lệch giá tính theo phần trăm giá bán ra bất kể bắt đầu với phương thức nào bạn sẽ cần đánh giá lại định kỳ chiến lược định giá và luôn đặc biệt lưu ý những điều đó trong suốt quá trình giá sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại của bạn có phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn không nói cách khác hiện biên lợi nhuận của bạn như nào bạn cũng cần phải để mắt đến đối thủ giá của họ đang tăng hay giảm nếu vậy thì bạn sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân nhưng bạn luôn cần phải cân đối khả năng chi trả của khách hàng và mục tiêu tài chính của mình nếu một sản phẩm có giá cao hơn giá trị đem lại sản phẩm đó sẽ khó bán ngược lại nếu định giá thấp bạn có thể đang bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền cả hai trường hợp đều không phải thứ ta mong muốn một yếu tố chính khác gây nên các thất bại kinh doanh trong quá khứ là các doanh nhân chưa suy nghĩ thâu đáo về nơi họ dự tính cạnh tranh trong quá trình lên kế hoạch cho địa điểm kinh doanh của mình bạn sẽ muốn xem xét những điều sau đây bạn sẽ kinh doanh ở đâu một câu hỏi còn quan trọng hơn nữa tệp khách hàng của bạn ở đâu địa điểm không chỉ giới hạn tại những nơi được xây bởi gạch vữa nó cũng có thể là một nền tảng trực tuyến như thương mại điện tử. Địa điểm cũng có thể là ví dụ, các sản phẩm trên kệ trong cửa hàng bán lẻ hoặc phương thức giao hàng cho khách hàng. Một câu hỏi nữa là đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ kinh doanh ở đâu? Nếu bạn dự định kinh doanh quán cà phê thì mở quán trực tiếp ngay cạnh Starbucks có hợp lý không? Có thể, cũng có thể không thường thì bạn sẽ thấy các đại lý ô tô tập trung lại trong một khu vực duy nhất đó là vì lượng khách ra vào một cửa hàng tạo điều kiện cho các bên khác dễ bán hàng một điều nữa là phạm vi bán hàng của bạn là ở đâu có thể là tại địa phương trên một khu vực thì sao trên toàn bang hay toàn quốc bạn có thể cân nhắc đặc biệt là với kinh doanh trực tuyến sản phẩm của bạn thậm chí có thể tiếp cận thị trường quốc tế. bất kể bạn dự định hoạt động ở đâu, hãy chắc chắn liên hệ với ủy ban quy hoạch và phân vùng địa phương. hãy để họ xác nhận trước rằng địa điểm của bạn được phân vùng cho loại hình kinh doanh bạn định tiến hành. khi bạn đã thực hiện hết ba chữ kép p còn lại gồm sản phẩm, giá cả và địa điểm, giờ là lúc để bạn quảng bá đây là phần thú vị mà bạn sẽ làm để truyền tải sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp tới đối tượng mục tiêu có rất nhiều phong cách và kênh quảng bá khác nhau mà bạn có thể chọn nơi bắt đầu chính là nguồn tìm kiếm thông tin của đối tượng bạn hướng tới họ có xem tv không họ có vừa lái xe vừa nghe đài radio không thế còn tìm kiếm thông tin trên mạng thì sao họ có dành nhiều thời gian lên mạng hay sử dụng điện thoại không vậy còn các mạng xã hội thì sao nếu có họ sử dụng nền tảng nào facebook instagram bạn chắc chắn sẽ cần xác định đối tượng bạn hướng tới dành hầu hết thời gian cho nguồn nào một khi bạn xác định được nguồn hay kênh thông tin đó bạn dự định sẽ đưa những thông điệp nào trên những kênh đó để phù hợp với thị hiếu khán giả không chỉ nhắm chúng thị thiếu mà còn phải biến họ thành khách mua hàng và thời điểm tốt nhất để quảng bá là khi nào khách hàng của bạn có dậy sớm không khách hàng của bạn có thức khuya không họ dành nhiều thời gian lái xe hay lên mạng bạn có cung cấp cho họ sản phẩm theo mùa không khi quyết định khởi động chiến dịch quảng cáo bạn cần so sánh chi phí của nhiều kênh để xác định kênh nào phù hợp nhất với ngân sách của mình. Như mọi khi, đối thủ cạnh tranh của bạn đang quảng cáo ở đâu? Nếu họ thực hiện một chiến lược quảng cáo trong một thời gian dài, rất có thể họ đang gặt hái thành quả và có lẽ bạn cũng có thể làm như vậy. Dù bạn chọn kênh nào, hãy suy nghĩ nghiêm túc về thương hiệu của bạn ngay từ đầu. Nếu lục tìm trí nhớ và nghĩ về một số logo nổi bật nhất trên thế giới bạn có thể nghĩ đến coca cola có thể là google starbucks tuy nhiên thương hiệu bao quát nhiều hơn là chỉ một tên doanh nghiệp một logo lạ mắt hoặc một khẩu hiệu hấp dẫn thương hiệu của bạn thực sự được thiết kế để nắm bắt bản chất của văn hóa và sự độc đáo của bạn đến mức đủ để phân biệt bạn với đối thủ cạnh tranh theo cách tạo ấn tượng lâu dài hãy xây dựng thương hiệu từ trong tâm trí người xem hãy nghĩ về đô tất cả mọi thứ về công ty đó từ logo bảng màu mát mẻ và thông điệp chấp nhận đều đúng với bản sắc thương hiệu của họ về việc trao quyền ở thái cực ngược lại là skito logo và thương hiệu của họ đậm nét đầy màu sắc phá cách và quảng cáo của họ phản ánh đúng với sắc thái vui tươi đó khi nghĩ về apple bạn có thể nghĩ đến sự tinh tế và công nghệ cao khi xác định bản sắc thương hiệu của bạn hãy nhớ rằng thành công sẽ là đến từ sự lặp lại và tính nhất quán tôi có nên nói lại điều đó không sự lặp lại và tính nhất quán trong tất cả các nỗ lực tiếp thị của bạn ở phần thứ ba về đánh giá tính khả thi của ý tưởng kinh doanh bạn cần phải trả lời một câu hỏi cực kỳ quan trọng bạn sẽ cần bao nhiêu tiền để khởi nghiệp cảnh báo tuyên bố miễn trách khi đi sâu vào nội dung của những trang chiếu sau này bạn sẽ thấy nhiều phép tính nhìn có vẻ phức tạp đừng sợ sbdc đã có các công cụ chúng tôi có nguồn lực để hướng dẫn và hỗ trợ bạn xuyên suốt toàn bộ quá trình này giờ hãy chuẩn bị giấy bút ghi chép và viết ra các câu hỏi của bạn và chúng tôi mong chờ được giải đáp thắc mắc đó với bạn nếu thời gian cho phép hãy cùng tìm hiểu về tài chính trước vì thiếu vốn là một trong những lý do chính khiến doanh nghiệp thất bại bạn sẽ cần phải cực kỳ kỹ lưỡng khi ước tính chi phí khởi nghiệp của mình dưới đây là một cách để thúc đẩy số vốn đó bạn có thể bắt đầu bằng cách liệt kê các chi phí trả một lần cần thiết để khởi nghiệp giờ thì đây là tất cả các chi phí cần thiết để khởi đầu kinh doanh và đi vào hoạt động có thể là chi phí thuê đất tòa nhà chi phí cải tạo mua đồ đạc trang thiết bị tuy nhiên bạn không được bỏ qua các chi phí trả một lần khác như hàng tồn kho tiền đặt cọc cho các công ty tiện ích hoặc hợp đồng thuê mặt bằng thiết kế trang web hoặc thậm chí là chi phí pháp lý đánh giá thấp chi phí khởi nghiệp có thể gây khó khăn cho bạn ngay từ đầu ở một cột khác tôi muốn bạn ước tính nhu cầu vốn lưu động mình cần đó là số tiền cần thiết để trang trải chi phí hoạt động của bạn sau khi mở cửa gồm bảng lương tiền thuê mặt bằng bảo hiểm tiện ích chi phí tiếp thị thanh toán khoản vay, v, v, những chi phí này sẽ tái diễn liên tục. Một yếu tố rất quan trọng khác cần xem xét là nhu cầu tài chính cá nhân của bạn. Bạn có thể chấp nhận không có lương trong vài năm đầu tiên không? Việc này hoàn toàn không có gì lấy làm lạ. Nếu không, bạn sẽ cần phải tính toán chi phí cá nhân và đưa nó nào các yêu cầu lương tối thiểu. Khi đã hạch toán tất cả các chi phí kinh doanh gồm cả phí khởi nghiệp và phí duy trì, bạn sẽ cần phải đưa hết chúng vào từng cột. Chi phí khởi nghiệp của bạn ở một cột, vốn lưu động bạn cần ở cột còn lại. Theo ước tính chung, một công ty khởi nghiệp nên có sẵn ít nhất 6 đến 9 tháng vốn lưu động. Tất nhiên điều đó còn phụ thuộc vào ngành và doanh nghiệp của bạn. Vì thế, bạn sẽ nhân tổng vốn lưu động của mình với ít nhất 6 tháng. Khi đưa lượng vốn đó vào mục chi phí trả một lần, bạn sẽ có được ước tính sơ bộ về nhu cầu tài trợ của bạn. Từ đây, bạn sẽ cần xác định doanh số bán hàng cần để trang trải các chi phí đó. Đó còn được biết đến là điểm hòa vốn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo dự đoán doanh số bán hàng để xây dựng công thức này. Giờ hãy cùng xem một dự báo doanh số. Trước hết, dự báo doanh số bán hàng không thể được phỏng đoán mà dựa trên dự đoán có cơ sở. Làm thế nào để có thể dự báo doanh số bán hàng và đưa ra dự đoán có cơ sở? Hãy cùng nhau phân tích. Giả sử tại thời điểm này bạn đã hoàn thành nghiên cứu, bạn biết bạn là ai và biết tiếp khách hàng nhắm tới là ai. Giả dụ báo cáo từ cố vấn viên SBDC của bạn cho thấy ước tính có 100.000 người mua hàng tiềm năng trên toàn bộ thị trường. Tuy nhiên, bạn đã xác định năng lực của mình chỉ đủ đáp ứng 25% thị trường đó, tương đương với 25.000 người. Sau đó bạn cần nghiên cứu ngân sách tiếp thị của mình. Sau khi xem xét bạn nhận ra rằng bạn thực sự chỉ đủ khả năng đáp ứng khoảng 50% thị trường mục tiêu đó. Không còn là 12.000, giờ bạn đang hướng tới 12.500 người. Bạn đang rất tự tin có thể thu hút và biến ít nhất 10% nhóm người này thành khách mua hàng. Bạn thấy cách chúng ta thu hẹp ước tính lại chứ? Ta khởi đầu với con số 100.000 và giờ giảm xuống còn 1.250 người mua thực tế. Bạn ước tính 1.250 người mua đó sẽ tạo ra doanh số trung bình là 100 đô la mỗi người. Vậy dự báo doanh số bán hàng của bạn là 125.000 đô la. Mặc dù các con số đó chỉ là giả thuyết, Cố vấn viên SBDC của bạn có thể giúp bạn xác định dự đoán doanh số bán hàng hợp lý hơn với dự án khởi nghiệp của bạn, nhưng tôi hy vọng bạn hiểu chỗ này. Ngoài dự báo doanh thu, các dự báo tài chính sẽ hỗ trợ bạn lập kế hoạch ngân sách, ước tính lỗ lãi, cũng như dự báo dòng tiền. Chi phí cố định bao gồm tiền mặt bằng, bảo hiểm, Internet với giá cố định theo thời gian. Mặt khác, các chi phí khả biến thay đổi dựa trên số lượng bạn sản xuất hoặc bán bao gồm bảng lương hàng tồn kho v v các chi phí này đôi khi còn được hiểu là giá vốn hàng bán với tất cả các thông tin này có sẵn này bạn sẽ có thể tạo ra một báo cáo thu nhập dự kiến còn được gọi là lãi lỗ hoặc báo cáo kinh doanh sau khi dự báo doanh thu ước tính chi phí cố định và chi phí khả biến. Điều quan trọng bạn phải làm là xác định khi nào kinh doanh có lãi. Hãy cùng xem ví dụ này. Chúng ta đang có công ty này đang bán hàng, gọi là đơn vị hàng, vẫn giá 100 đô la. Họ bán 1.250 đơn vị hàng trong tháng đầu tiên, thu về doanh số 125.000 đô la. Họ ước tính chi phí sản xuất hàng và biết để sản xuất mỗi đơn vị hàng tốn 60 đô la. Do đó, mặc dù doanh số của họ là 125.000 đô la, trên thực tế họ mất 75.000 đô la để sản xuất 1.250 hàng. Đó là giá vốn bán hàng. Giờ hãy cùng tính lợi nhuận gộp. Cách tính là lấy 125.000 đô la doanh thu trừ đi giá vốn bán hàng. Kết quả nhận được 50.000 đô la lợi nhuận biên. Giờ hãy nhìn vào chi phí cố định. Với tổng chi phí tiền thuê mặt bằng, trả lương và các phí cố định khác là 60.000 đô la. Thay vì có lợi nhuận dòng, bạn có thể thấy trong tháng đầu tiền đó, công ty ghi nhận lỗ dòng 10.000 đô la. Như đã nói trước đó, không có gì lấy làm lạ khi một công ty bị lỗ dòng đặc biệt là trong vài tháng hoặc thậm chí đôi khi trong vài năm đầu tiên đây là lý do tại sao việc ước tính nhu cầu vốn của bạn bằng cách tính đến không chỉ chi phí khởi nghiệp mà còn cả nhu cầu vốn lưu động là rất quan trọng với doanh số bán hàng và ước tính chi phí hiện tại bạn có thể tiến hành dự tính thời điểm bạn bắt đầu có đủ doanh số để chi trả hoàn toàn chi phí cố định của mình đây là điểm hòa vốn của bạn. Để tính toán điểm hòa vốn, bạn chỉ cần chia tổng chi phí cố định cho tỷ suất lợi nhuận gộp của bạn. Trong ví dụ, chúng tôi giả sử chi phí cố định là 60.000 đô la mỗi tháng. Giờ chúng ta cần tính tỷ suất biên lợi nhuận gộp. Tỷ suất lợi nhuận gộp cho ta biết lợi nhuận gộp là hiệu của doanh số bán hàng và giá vốn bán hàng. Tuy nhiên, sự khác biệt duy nhất của tỷ suất lợi nhuận gộp là nó mô tả con số này dưới đơn vị phần trăm thay vì đô la. Chúng ta ước tính có lợi nhuận gộp là 50.000 đô la. Để tính ra phần trăm hay tỷ suất lợi nhuận gộp, chúng ta chỉ đơn giản lấy 50.000 chia cho 125.000 đô la. Kết quả cho ra là 0,40, tương đương 40%. Để tính điểm hòa vốn theo đơn vị đô la, ta lấy 60.000 đô la chi phí cố định chia cho 0,40 cho ra cần tối thiểu 150.000 đô la doanh số bán hàng để chi trả chi phí hàng tháng. Nếu bạn muốn tính toán thêm và xem con số này theo đơn vị hàng, bạn hoàn toàn có thể và tôi khuyến khích bạn làm vậy. Trước đó, chúng ta đã ước tính giá của một đơn vị hàng trung bình sẽ bán được 100 đô la. Chúng ta có thể chia điểm hòa vốn ở đơn vị đô la này cho 100 đô la. Kết quả là ta cần bán 1.500 đơn vị hàng để hòa vốn mỗi tháng. Điểm hòa vốn của bạn đóng vai trò là kim chỉ nam khi bạn bắt đầu kinh doanh. Thứ nhất, đó là một thước đo tính khả thi tài chính tuyệt vời. Nếu nhìn vào con số đó rồi thấy khái niệm kinh doanh của mình nằm trong tầm với. Bạn giờ đã có các mục tiêu bán hàng mà từ có thể phát triển các chiến lược tiếp thị của bản thân. Ngoài ra, những con số này sẽ quyết định chiến lược hoạt động của bạn vì nó đặc biệt liên quan đến nhu cầu nhân sự và yêu cầu đặt hàng tồn kho. Hãy cùng xem lại phân tích hòa vốn với báo cáo tài chính ở ngay đây. Trước đó, chúng ta có 125.000 doanh số bán hàng Lợi nhuận gộp của chúng ta là 50.000 đô la. Để tính tỷ suất lợi nhuận gộp, chúng tôi chỉ cần chia 50.000 cho 125.000 đô la. Kết quả là chúng ta có tỷ suất lợi nhuận gộp là 0,40 hay 40%. Nhằm hoàn tất phương trình này một lần nữa để tính điểm hòa vốn bạn sẽ lấy chi phí cố định là 60.000 đô la chia cho 0,40 và kết quả có được là điểm hòa vốn theo đô la. Để tính toán thêm, một lần nữa, với giá 100 đô la mỗi đơn vị hàng và bán được 150.000 đô la, số đơn vị hàng bán được mỗi tháng là 1.500. Đến đây, bạn đã xác định được bạn có ý một ý tưởng kinh doanh khả thi bạn đã nhìn nhận bản thân và thấy mình có những nét đặc điểm tính cách giống với những doanh nhân thành đạt nổi tiếng nhất bạn đã hướng tầm nhìn ra ngoài thị trường và nhận ra cơ hội ngàn vàng để đem lại thứ gì đó có giá trị có giá trị khiến khách hàng sẵn sàng chi tiền chưa kể ý tưởng của bạn đã được xác định là khả thi về mặt tài chính giờ là lúc triển khai các bước tiếp theo để bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ của bạn Việc đầu tiên bạn cần làm là mở một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Các tài khoản doanh nghiệp phổ biến sẽ bao gồm xét, tiền tiết kiệm, thẻ tín dụng và tài khoản thanh toán điện tử. Nếu bạn dự tính sử dụng thẻ tín dụng, bạn có thể mở một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ngay sau khi nhận được mã số thuế của chủ lao động, ai. Ngân hàng cũng có thể yêu cầu tài liệu thành lập doanh nghiệp bản sao giấy phép kinh doanh hoặc thỏa thuận hoạt động của bạn giờ một bước rất quan trọng và thường bị bỏ qua khi bắt đầu suy nghĩ về số tiền sẽ bắt đầu chảy vào doanh nghiệp xảy ra khi có doanh số bán hàng cũng như số tiền truyền ra khỏi doanh nghiệp khi trả cho nhà cung cấp thuê bán hàng hoặc nhân viên của mình bạn có kế hoạch gì để theo kịp tất cả các giao dịch này Liệu bạn sẽ có thời gian để điều hành kinh doanh và quản lý sổ sách không? Nếu có, SBDC cung cấp dịch vụ tư vấn trực tiếp trong lĩnh vực này, cũng như đào tạo quyết bước. Hoặc bạn cần cân nhắc việc thuê một kế toán viên công chứng hoặc một nhân viên kế toán. Ghi lại giao dịch đúng cách là một phần của việc quản lý tài chính. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ cần khám phá cách sử dụng thông tin này sao cho có lợi cho bản thân để đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng bạn có thể bắt đầu với bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính bảng cân đối kế toán mô tả bức tranh tài chính doanh nghiệp của bạn tại một thời điểm nhất định giúp theo dõi nhu cầu vốn và cung cấp các dự báo dòng tiền như đã trình bày trong phần nguồn lực tài chính của chúng tôi báo cáo tài chính của bạn sẽ giúp xác định xem liệu bạn có thể kiếm lãi bằng cách tăng doanh thu giảm chi phí hay kết hợp cả hai cuối cùng bạn sẽ cần phải thiết lập và quản lý tín dụng kinh doanh trong quá trình kinh doanh việc này có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tài chính hoặc đàm phán để có thỏa thuận thuận lợi với các nhà cung cấp bạn có thể sử dụng hạn mức tín dụng và thanh toán hóa đơn kịp thời để thiết lập lịch sử tín dụng doanh nghiệp nếu bạn có tín dụng doanh nghiệp được lưu trên đan và Bradstreet, bạn chắc chắn sẽ cần phải đảm bảo rằng các tiệp đó vẫn được cập nhật và bạn sẽ phải theo dõi các thay đổi xếp hạng hồ sơ định kỳ sau khi dự báo doanh thu và ước tính chi phí kinh doanh bạn sẽ cần phải xem xét các nguồn lực cá nhân của mình như tài khoản tiết kiệm, kế hoạch 401k hoặc xem xét vốn chủ sở hữu nhà để xác định liệu bản thân có thể tự tài trợ cho dự án này không. Phương pháp tự thân vận động này được áp dụng khá phổ biến. Mặt khác, nếu bạn cần hỗ trợ tài chính, bạn sẽ tìm nguồn hỗ trợ từ đâu? Bạn có thể nhờ gia đình, bạn bè hay kẻ thù không tôi không biết nếu không bạn cần vay vốn từ các công ty cho vay truyền thống như ngân hàng và tổ chức tài chính ngoài ra bạn cũng có thể cân nhắc các chuyên gia quản lý vốn mạo hiểm hoặc nhà đầu tư thiên thần nếu đang cân nhắc vay tiền bạn cần lưu ý là hầu hết các công ty cho vay sẽ yêu cầu một kế hoạch kinh doanh chi tiết bằng văn bản với dự báo tài chính từ 3 tháng 5 năm. Họ cũng sẽ tiến hành phân tích tín dụng, kỹ lưỡng theo nguyên tắc 5C trong tín dụng. Trước, cái C đầu tiên là thái độ khách hàng, character. Bên cho vay sẽ tìm hiểu thông tin, trình độ học vấn, kiến thức ngành, kinh nghiệm của bạn. Bất cứ thứ gì quyết định liệu bạn có thể vận hành thành công doanh nghiệp nhỏ này không. Nhân tiện, hầu hết các bên cho vay sẽ yêu cầu điểm tín dụng tối thiểu là 650, nhưng trong điều kiện kinh tế khó khăn hơn, con số có thể lên tới 700. Chữ C tiếp theo là năng lực, capacity. Họ so sánh các khoản nợ cá nhân với thu nhập của bạn. Họ đánh giá khả năng tất toán khoản vay của bạn, từ đó suy ra khả năng trả nợ của bạn. Sau đó là vốn, capital. Đây là khoản đầu tư cá nhân của bạn, nhân tiền, bên cho vay sẽ mong đợi bạn tự rót vốn đâu đó từ 10% đến 30% số tiền vay. Họ muốn biết liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro của riêng bạn đây là một lý do tuyệt vời khác cho việc tại sao bạn muốn ước tính chi phí khởi nghiệp cũng như chi phí hoạt động để đảm bảo bản thân có sẵn khoản tiền đặt cọc đó với tài sản thế chấp collateral bên cho vay sẽ giữ các tài sản giúp bảo đảm khoản nợ của bạn phòng trường hợp không may bạn mất khả năng chi trả nợ đó có thể là nhà phân tiện cổ phần trái phiếu của bạn Chữ C cuối cùng chính là điều kiện, condition. Điều kiện ở đây bao gồm đặc điểm của ngành, tình trạng nền kinh tế và mục đích vay tiền. Chúng ta không thể nói về tài chính mà không chỉ ra một câu chuyện hoang đường phổ biến về sự tồn tại của tiền miễn phí để bắt đầu khởi nghiệp. Các đồng nghiệp của chúng tôi tại Kentucky SBDC đưa ra ý kiến rất gọn không có cơ quan chính phủ nào cấp tiền miễn phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp bất kể giới tính sắc tộc hay điều kiện kinh tế dù không hỗ trợ tài chính cho các chủ doanh nghiệp cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ có cung cấp hàng loạt các chương trình bảo lãnh vay vốn thông qua các bên cho vay được sba phê duyệt mặc dù có những cơ hội tài trợ ngoài kia nhưng chúng thường được tài trợ bởi các tổ chức tư nhân không cạnh tranh lắm tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu về các khoản tài trợ có sẵn tại khi đã kết luận tính khả thi của ý tưởng kinh doanh và bản thân đã sẵn sàng để bắt đầu công việc kinh doanh đã đến lúc bạn tìm hiểu các yêu cầu pháp lý để hoạt động như một doanh nghiệp nhỏ lời khuyên ở đây là đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng và sức mạnh của chính phủ trong quá trình này một số yếu tố quan trọng để bắt đầu và duy trì tư cách pháp lý như một doanh nghiệp nhỏ gồm chứng nhận giấy phép cấp bang và liên bang cũng như giấy phép kinh doanh với thành phố và hoặc hạt bạn sẽ cần phải xem xét giấy phép xây dựng và các yêu cầu quy hoạch cũng như quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu và bằng sáng chế hãy luôn thận trọng khi có liên quan tới các quy định của chính phủ nói cách khác hãy xin phép trước làm ơn đừng làm rồi mới xin châm trước điều đó không đáng khi bắt đầu kinh doanh bạn phải đưa ra nhiều quyết định từ những giai đoạn đầu tiên vấn đề lớn nhất cần được đặt lên hàng đầu trong kế hoạch của bạn là loại hình doanh nghiệp nào phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn nhất việc này sẽ có tác động đáng kể đến các khía cạnh chính gồm đóng thuế kiểm soát quyết định kinh doanh và trách nhiệm pháp lý sau đây là bốn cấu trúc doanh nghiệp phổ biến bắt đầu với doanh nghiệp một chủ đây chắc chắn là mô hình đơn giản và ít tốn kém nhất vì chỉ có duy nhất một chủ sở hữu do đó chỉ có một nghiệp chủ duy nhất quá trình chuẩn bị thuế từ đó được đơn giản hóa tuy nhiên vì không có sự tách biệt pháp lý giữa bạn và doanh nghiệp của bạn bạn có thể phải tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của mình công ty hợp danh là một doanh nghiệp có hai hoặc nhiều người chia sẻ quyền quản lý kinh doanh loại hình này cho bạn lợi thế về việc tập hợp các nguồn lực của bạn chẳng hạn như tiền bạc tài sản lao động cũng như các bộ kỹ năng của bạn mặt khác việc chia sẻ quyền kiểm soát và ra quyết định đôi khi không chỉ dẫn đến những đóng góp không đồng đều mà còn gây bất đồng bạn chắc chắn sẽ cần thiết lập một thỏa thuận hoạt động ràng buộc pháp lý nếu lên kế hoạch thiết lập quan hệ đối tác thỏa thuận hoạt động này sẽ nêu rõ lợi nhuận phân chia và cách bạn sẽ giải quyết mọi tranh chấp trong tương lai việc này sẽ cần được một luật sư phụ trách công ty trách nhiệm hữu hạn hay llc là một cấu trúc pháp lý chính thức hơn thuộc sở hữu của một hoặc nhiều cá nhân nó giống với công ty cổ phần ở điểm đều bảo vệ trách nhiệm pháp lý cho nhân viên nhưng lại dễ thành lập hơn nhiều chúng ta sẽ nói về điều đó trong vài phút nữa tuy nhiên giống với công ty hợp danh mọi lỗ lãi của công ty đều được quy trực tiếp về thu nhập cá nhân của người chủ khi tính thuế cuối cùng các công ty cổ phần tốn kém và phức tạp bậc nhất trong tất cả các cấu trúc pháp lý khác với công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần là một tổ chức độc lập tự vận hành thay vì có nhiều chủ sở hữu nó có nhiều cổ đông vì nó nộp thuế với tư cách là một tổ chức riêng lẻ chỉ có cổ tức được trả cho các cổ đông mới bị tính thành thuế thu nhập cá nhân phần còn lại được là lợi nhuận giữ lại trong công ty bạn sẽ chọn tổ chức theo cấu trúc pháp lý nào vì sbdc không tư vấn pháp lý hay thuế bạn nên làm việc trực tiếp với kế toán viên công chứng hoặc cố vấn thuế để xác định cấu trúc phù hợp nhất với nhu cầu riêng của bạn. Bất kể tham vọng lý tưởng của bạn là gì, bạn sẽ cần một đội ngũ chuyên gia có trình độ để tư vấn và hướng dẫn trong một số khía cạnh quan trọng nhất của việc khởi tạo và quản lý một doanh nghiệp thành công. Nhóm này thường được gọi là Bill. Đó là tên viết tắt cho nhân viên ngân hàng banker, kế toán, accountant, nhân viên bảo hiểm, insurance agent và luật sư, lawyer và chúng tôi cũng bổ sung thêm các chuyên gia công nghệ phát triển trang web và hỗ trợ kỹ thuật. Khi tìm kiếm những chuyên gia phù hợp, hãy chắc chắn và hỏi các mối từ bạn bè, gia đình và đối tác kinh doanh bạn sẽ cần phải phỏng vấn nhiều ứng viên giống như bất kỳ nhân viên nào hoặc bất kỳ ai khác mà bạn dự định làm việc thường xuyên và cần phải tin tưởng. Thật hào hứng khi tuyển những nhân viên đầu tiên, một dấu mốc đáng nhớ. Tuy nhiên, tuyển dụng cũng yêu cầu nhiều trách nhiệm pháp lý. Điều tối quan trọng là bạn phải làm việc có trình tự và tuân thủ các nguyên tắc Cần có của một chủ doanh nghiệp SBDC sẵn lòng hướng dẫn bạn xuyên suốt quá trình này. Bạn sẽ cần phải đăng ký mã số thuế của chủ lao động hay ai thông qua IAS. Sau khi có ai, bạn có thể đăng ký các loại thuế về nhân viên tại tiểu bang của mình, gồm thuế khấu lưu của nhân viên và bảo hiểm thất nghiệp. Nhân viên phải cung cấp tài liệu để xác minh bản thân đủ điều kiện làm việc tại Hoa Kỳ bạn cũng sẽ cần thiết lập một hệ thống bảng lương đáng tin cậy và khấu trừ thuế tiểu bang và liên bang từ lương của nhân viên việc khấu lưu thuế sẽ yêu cầu quý vị làm quen với một số biểu mẫu ias cơ bản khi tuyển nhân sự mới điều quan trọng là bạn phải biết phân biệt nhân viên với nhà thầu độc lập tóm lại nhân viên là người được thuê để thực hiện một hoặc nhiều vai trò cụ thể trong công ty của bạn mặt khác nhà thầu độc lập là một chuyên gia trong ngành thường sở hữu một doanh nghiệp riêng biệt hoàn toàn thay vì tham gia vào cơ chế vận hành hàng ngày nhà thầu độc lập thường được thuê bổ sung để hoàn thành một số nhiệm vụ và dự án nhất định do tự họ giám sát một số ví dụ điển hình về nhà thầu độc lập là kế toán viên công chứng cố vấn viên có thể là thợ mộc hoặc một số nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp khác. Một sự khác biệt nữa là cuối mỗi năm, nhân viên sẽ nhận tờ khai thuê mẫu VK2, còn nhà cung cấp độc lập nhận mẫu 1099. Bước cuối cùng là thường xuyên xem các điều luật và duy trì sự chấp hành. Benjamin Franklin từng nói, Nếu bạn thất bại trong việc chuẩn bị, bạn chuẩn bị thất bại khi đã suy nghĩ và cân nhắc nghiêm túc về mọi thứ đã được đề cập trong khóa học này bước tiếp theo cần làm là vẽ ra giấy một kế hoạch kinh doanh và nêu rõ mục tiêu là gì và bạn dự định làm gì để đạt được những mục tiêu đó các bản kế hoạch kinh doanh phổ biến nhất sẽ bao gồm các phần sau hãy bắt đầu với phần bảng tóm tắt điều hành đây là phần truyền tải các điểm chính dưới dạng tổng quan ngắn gọn mặc dù đó là phần đầu tiên của kế hoạch kinh doanh bạn chỉ nên viết nó cuối cùng trong phần tổng quan doanh nghiệp bạn sẽ viết chi tiết về doanh nghiệp của mình gồm cấu trúc pháp lý loại quyền sở hữu sứ mệnh tầm nhìn thậm chí cả mục tiêu của bạn và các mô tả về sản phẩm và dịch vụ của bạn trong phần còn lại của kế hoạch bạn sẽ có thể chia sẻ và trình bày một số kết quả nghiên cứu một kế hoạch tiếp thị mạnh mẽ sẽ cung cấp chi các chi tiết xung quanh thị trường mục tiêu đối thủ cạnh tranh và kế hoạch chiến lược để tạo doanh thu kế hoạch vận hành của bạn sẽ giải thích quy trình bạn đáp ứng nhu cầu khách hàng và nêu rõ vai trò của quản lý và nhân viên trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp phần thông tin tài chính sẽ cung cấp các chi tiết định lượng xung quanh dự báo bán hàng chi phí vận hành và dự báo dòng tiền của bạn cuối cùng bạn sẽ thêm tài liệu bổ trợ ở cuối tài liệu này sẽ cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu hơn về các phần được nhắc đến trong suốt kế hoạch kinh doanh sau khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ là lộ trình phát triển liên tục cho doanh nghiệp của bạn khi tiến bước bạn có thể sử dụng nhiều nguồn để lập kế hoạch kinh doanh và SBDC rất sẵn lòng giúp đỡ. Dưới đây là tóm tắt nhanh về mọi nội dung đã đề cập hôm nay. Chúng tôi đề cập đến mọi thứ, từ tính khả thi của ý tưởng kinh doanh của bạn đến việc tài trợ cho doanh nghiệp, thuê đội ngũ chuyên gia phù hợp và quan trọng là vận hành hợp pháp, rồi đến áp dụng tất cả để tạo một kế hoạch kinh doanh định hướng mục tiêu rõ ràng được cập nhật thường xuyên trong quá trình thực hiện. Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn về khởi tạo doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với văn phòng UGASBDC gần bạn. Quá trình này sẽ diễn ra như sau. Đầu tiên, nếu muốn tìm hiểu thêm về SBDC của Georgia, bạn có thể là truy cập georgiasbdc.org. Từ đó, bạn có thể xác định vị trí văn phòng tại địa phương của mình. Một lần nữa, chúng tôi có văn phòng ở toàn bộ 159 hạt. Được rồi, bắt đầu nào, bạn sẽ phải liên hệ văn phòng tại địa phương của mình. Một lần nữa, chúng tôi có mặt tại toàn bộ 159 hạt của Georgia. Sau khi bạn liên hệ với văn phòng tại địa phương họ sẽ sắp xếp một buổi hẹn cho bạn và một cố vấn viên cố vấn viên đó sẽ cùng bạn phân tích các đầu việc trong kế hoạch hoạt động của bạn tôi muốn thông báo tới bạn dù là cố vấn kinh doanh nhưng chúng tôi khác với công ty tư vấn kinh doanh bạn thường thấy thay vì làm việc cho bạn chúng tôi trao cho bạn về kiến thức thông tin và các công cụ cần thiết để tự đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn mặc dù chúng tôi sẽ cung cấp chỉ dẫn theo đầu việc và giúp bạn trong quá trình triển khai kế hoạch nhưng bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện tất cả những điều đó chúng tôi sẽ liên tục làm việc với bạn để đảm bảo bạn có thể phát triển doanh nghiệp của bản thân thuê đúng nhân viên cấp đủ vốn cho doanh nghiệp và thiết lập các chiến lược tiếp thị v v từ đó bạn luôn phải đảm bảo rằng bản thân cần cải thiện các bộ kỹ năng và duy trì mức độ nhạy bén trong kinh doanh một cách nhất quán. Đây là nơi các lớp học giáo dục thường xuyên của chúng tôi diễn ra để đảm bảo bạn nhận được sự đào tạo mà mình cần. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và theo dõi lịch trình đào tạo đó thường xuyên. Cuối cùng, giờ việc cần làm là để bạn hành động để đạt được mục tiêu kinh doanh và ước mơ của mình còn một điều nữa chúng tôi cần bạn điền vào bàn khảo sát sau khi xem lớp học khởi tạo doanh nghiệp theo yêu cầu này điều này cực kỳ quan trọng với chúng tôi và tôi rất cảm kích nếu bạn có thể dành ra một phút để điền bảng đánh giá đó để chúng tôi có thể phục vụ các doanh nhân giống như bạn tốt hơn ở hiện tại và trong tương lai bao gồm cả khóa học khởi tạo doanh nghiệp. Cảm ơn bạn vì đã tham gia ngày hôm nay. Chúng tôi thật lòng mong rằng bạn đã có một số thông tin và công cụ cần thiết để triển khai ý tưởng kinh doanh của bạn và trở nên đặc biệt thành công. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc hay muốn được tư vấn. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã ghé thăm geoasbdc.org hẹn sớm gặp lại bạn